Thanh Nguyên Acon, kênh nghiên cứu chuyên sâu về chiều cao cho người dưới 25 tuổi. Ok, hello bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Thanh Nguyên Acon. Thì trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái vấn đề gù lưng. Thì gù lưng là như thế nào? Gù lưng á là cái phần lưng của bạn bình thường là như thế này đúng không? Thì những người bị gù lưng á thì lưng của họ sẽ gù lên như thế này. Vậy cổ họ sẽ đưa người phía trước. Đó. Và cái phần cột sống của họ sẽ cảm thấy rất là đau nhức, rất là mỏi bởi vì nó chịu rất là nhiều lực nha. Đó, như này. Đó, nó rất là mỏi. Và lưng của họ, cái sống lưng của họ là lúc nào nó cũng trong trạng thái nhô ra. Và những bạn nào mà ốm với ốm á thì cái phần xương sống của họ sẽ bị lòi lên nha. Đó. Thì gù lưng nó cũng sẽ xảy ra trong bất cứ ai và xảy ra ở bất cứ trường hợp nào. Và bất cứ ai cũng có thể bị gù lưng các bạn. Và nó có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như là một trong những cái yếu tố đó là nguyên nhân bẩm sinh các bạn. Bẩm sinh là trong cái cơ thể mẹ là họ đã phải nói chung là họ bị dị tật từ trong cái cơ thể từ khi sinh ra rồi. Đó là một trong những cái nguyên nhân bẩm sinh. Thì cái nguyên nhân bẩm sinh đó thì chỉ có cách là phẫu thuật thôi các bạn nha, chỉ có phẫu thuật thôi. Thì mình sẽ chỉ cho bạn một số cách mà để cải thiện do cái tình trạng gù lưng do các bạn sinh hoạt sai tư thế này. Đó, hoặc là một trong những nguyên nhân mà các bạn có thể thường thấy là do ví dụ như là lúc nhỏ bạn, lúc bạn còn nhỏ đi, mẹ của bạn ẵm bạn sai tư thế, lúc mà bạn còn là chỉ sơ sinh á, ẵm bạn sai tư thế và nó sẽ dẫn đến tình trạng gù lưng nha. Và một trong nguyên nhân tiếp theo là các bạn ngồi học bài hoặc là các bạn ngồi bấm vi tính như thế này. Đó, các bạn khom người phía trước cái gì đó, các bạn cúi xuống như thế này, về lâu về dài thì nó lưng của bạn nó sẽ bị gù đó. Và các bạn ngồi ăn cơm, bạn ngồi ăn cơm, và có rất là nhiều bạn không ngồi ăn cơm ở trên cái bàn mà các bạn ngồi dưới đất á thì nó rất dễ là bị gù vì các bạn sẽ khom xuống gì đó, các bạn ăn cơm khom xuống gì đó. Gù lưng á nó sẽ gây cho các bạn rất là nhiều hậu quả khác nhau đó. Thì nếu mà các bạn phát hiện trễ á thì nó sẽ khiến cho các bạn bị đau nhức cái phần sống lưng của bạn về lâu về dài đó. Và nó sẽ ảnh hưởng tới tim mạch của bạn và hệ hô hấp của các bạn, phổi của các bạn. Nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó thở và tức ngực. Và nhịp tim của bạn nó sẽ bị rối loạn và hô hấp kém. Thì sau đây mình sẽ chỉ cho bạn một cái số tip để các bạn cải thiện được cái tình trạng sống lưng của bạn và đưa cái sống lưng của bạn theo về cái trạng thái thẳng như thế này. Đó. Và đó là những cái bài yoga giúp bạn cải thiện tình trạng sống lưng nha. Ok, thì bài đầu tiên á là bài gác ngồi mang. Thì mình á, mình cũng đã có một clip mình đã chỉ các bạn tập cái bài đó rồi. Nhưng mà đối với cái riêng cái bài yoga chỉnh gù lưng á thì nó sẽ có một cái biến thể đi một chút nha. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tư thế gác ngồi mang lại từ đầu nha. Rồi. Đầu tiên là tư thế gác ngồi mang. Rồi chúng ta sẽ để tay thế này. Chúng ta sẽ cố gắng đưa lưng về phía sau, càng cong càng tốt. Rồi chúng ta sẽ giữ 30 giây. Sau đó chúng ta sẽ đưa người về phía sau. Rồi phần người chúng ta sẽ ép sát xuống cái bề mặt sàn. Ta sẽ giữ từ 30 giây. Rồi thế là chúng ta sẽ để xong một hiệp và sang hiệp thứ hai. Ok, và bài thứ hai nó cũng giống như một trong những cái bài yoga lưng các bạn. Đây, rồi hai tay chúng ta sẽ nắm phần cổ chân như thế này. Đó, rồi chúng ta sẽ đưa lưng về phía sau. Này. Đó, chúng ta sẽ giữ từ 30 giây. Giữ 30 giây. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ đưa lên phía trước. Đó, giống như bạn Huy. Đây các bạn hãy nhìn thấy. Đó, hai khác với những bài yoga lưng thông thường là hai chân chúng ta nó sẽ xích bắt lại như thế này nha. Rồi giữ nguyên 30 giây. Rồi bây giờ chúng ta đã kết thúc một hiệp. Rồi tư thế chỉnh gù lưng tiếp theo. Đây, đầu tiên các bạn sẽ bắt đầu với tư thế như thế này. Để về phía trước kỹ nha. Rồi bắt đầu. Đó. Rồi chúng ta cố gắng đưa bụng càng cao càng tốt. Rồi chúng ta giữ nguyên 30 giây là chúng ta đã xong một hiệp.
Rồi các bạn lưu ý là hai chân chúng ta sẽ rộng bằng hai tay trên vai nha. Rồi xuống. Ok, và bài tiếp theo, đầu tiên là chúng ta sẽ quỳ như thế này. Đó. Rồi từ từ chúng ta sẽ đưa hai tay xuống. Rồi, bàn tay chúng ta sẽ nắm vào phần gót chân. Rồi. Rồi, chúng ta chỉ việc giữ nguyên bàn tay này được. Ok, và bài tiếp theo. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng bàn tay của chúng ta và ta sẽ chống. Tay sẽ để phía dưới mông các bạn. Rồi. Rồi, ngoài cái chẳng tay chúng ta sẽ đắp xếp vào tường. Rồi. Rồi, chân ta sẽ cầm lên. Không thấy hết, thấy nó nữa hả? Ngồi lại. Rồi, cái vậy? Rồi, động tác này chúng ta thực hiện 30 giây rồi xong một hiệp nha. Nắm bàn chân. Rồi. Rồi bài cuối cùng. Đây. Bài cuối cùng cũng là bài khó nhất. Rồi các bạn giữ nguyên tư thế trong vòng 30 giây.